Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyện Góc Bếp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Vâng, Ngọc Oanh và Chuyện Góc Bếp thì vẫn luôn nhớ có hẹn với quý vị vào thứ sáu hàng tuần. Và câu chuyện mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay có lẽ rất là nhiều người quan tâm đấy ạ. Đó là câu chuyện quỹ đen. Vợ chồng chung lưng đấu cật rồi thì có cần thiết phải có quỹ đen hay không? Quỹ đen thì là xấu hay là tốt? Và quỹ đen thì có đồng nghĩa với là phản bội hay không? Rất nhiều điều sẽ thú vị sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Và khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta. Xin được giới thiệu nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú ạ. Vâng, xin được giới thiệu anh Tú cũng là admin của một group chuyên về tư vấn hôn nhân và gia đình. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với Chuyện Không Phép của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên ạ. Cảm ơn anh. Thật sự là đến với một cái gọi là đề tài quỹ đen này, tôi cũng hơi áy náy đấy. Dạ vâng, nói những điều có lẽ những người đàn ông khác không cho nói hả anh? Đúng, chính xác là vậy. Thế thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chuyện quỹ đen ngay sau đây với một tiểu phẩm tình huống của chương trình ạ. Đây, cầm lấy. Sao tháng này chỉ có thế này thôi á? Thì đây, cầm nốt đi. Thôi, bây giờ đi đón con hộ em. Em tranh thủ xuống nấu cơm nhá. Đi. Vỏ quýt dày, có bóng tay nhỏ. Tê. Đồng Nát ơi, có mua giấy lộn không? Quá chị ơi. Rồi vào đây. Vâng. Khiếp quá, không biết làm cái gì. Đây rồi. Để xem trong nhà bố con nó còn giấy tờ gì không nào. Đếm tính cho 6742 73 là thôi tính tròn 6 cân cho nhanh. Gơm cô đang mắc yêu rồi mà tính tròn 6 cân nhanh lên, còn đi còn nấu cơm đi. Gơm khổ. Ôi trời ơi. Nhanh. Em gửi chị nhá. Rồi tính em sờ lời. Đi luôn đi nhá. Đi luôn. Nhanh. Em còn đi nấu cơm. Thế. Ơi. Gì? Lần sau có gì cho em bán cho em nhá. Em ơi! Gì đây? Cái đôi giày anh để lên đâu rồi? Giày nào? Cái đôi... Giày nào? Đôi giày cũ anh vẫn để đây này! Ôi dồi ôi! Cái đôi giày đấy em vừa bán cho bà Đồng Nát rồi! Cái gì? Anh làm gì mà cứ khép toáng lên đấy? Cái đôi giày chó gặm cứ làm như mất tiền trăm tiền triệu không bằng! Ôi giời ơi! Vâng, vừa rồi là một tiểu phẩm tình huống của chương trình. Và có lẽ là cái tình huống này cũng không quá xa lạ với các anh và cả các chị nữa trong cuộc sống đúng không ạ? Vâng, anh Tú và em Ngọc Oanh thì có đọc được một cái khảo sát trên một bài báo vào năm 2022. Thì hơn 1/4 số cặp vợ chồng coi có quỹ đen là không chung thủy. Và nó còn là một cái điều mà tệ hơn cả cái sự phản bội nữa. Tuy nhiên có một cái điều rất là thú vị là như thế này ạ. Trong cuộc khảo sát thì lại có đến 44% người thừa nhận là có quỹ đen. Không biết là ở ngoài kia thì có quý vị khán giả nào đang cười thầm là bởi vì là mình cũng nằm trong số 44% đó hay không ạ? Và nếu có thì hãy đón nghe chương trình của chúng tôi ngay sau đây. Vâng, anh Tú thì anh quan niệm như thế nào về câu chuyện quỹ đen trong hôn nhân ạ? Trước đây tôi cũng giống như là 1/4 số người cho rằng là quỹ đen là một cái sự phản bội. Thậm chí rằng là tôi còn cho rằng quỹ đen nó cũng là một cái một kiểu ngoại tình mà chúng ta hay nói là ngoại tình tài chính. Nó chính là cái việc mà chúng ta không trung thực với nhau về vấn đề tài chính, chúng ta che giấu với nhau hoặc là chúng ta nói dối nhau. Thì quỹ đen quả thực rằng là trước đây tôi nghĩ nó cũng chính là một cái vụ ngoại tình như vậy. Ngày hôm nay thì Ngọc Anh cũng mới lần đầu tiên được nghe thấy một cái cụm từ đó là ngoại tình tài chính ạ. Vâng, đó là trước đây, thế còn bây giờ thì như thế nào ạ? Còn bây giờ thì đương nhiên mọi thứ khi mà được gặp gỡ, được nghe những cái tâm sự của mọi người, đặc biệt rằng là chị em phụ nữ, thì tôi thấy rằng là quỹ đen nhiều khi là nó là do đen thôi, chứ đỏ thì quên đi. Đấy. Bởi vì
đâu đó chúng ta trước đây vẫn cứ nói rằng là chúng ta lên án những cái người đàn ông có quỹ đen là bởi vì là chúng ta thấy đấy là một sự bất công với chị em, khi mà chị em đã nỗ lực, đã dành hết toàn bộ thanh xuân của mình, kể cả tiền bạc của mình cho một cái cuộc hôn nhân, trong khi các anh thì vẫn có quỹ đen. Và cái việc mà các anh sử dụng cái quỹ đen đó đúng là thật sự là đen đúa thật, ra cho những cái gọi là những cái cô nàng khác ở bên ngoài, hay là tiêu pha vào trong những cái thứ rất là vô bổ. Thì thật sự rằng là lúc đó chúng ta nhìn thấy rằng là quỹ đen là một cái nỗi khổ của phụ nữ, cái sự phản bội với phụ nữ. Nhưng đến khi tôi phát hiện ra là chị em cũng lại có quỹ đen cũng nhiều không kém gì anh em, thì tôi lại cảm thấy rằng là quỹ đen đôi khi nó cũng là một cái sự đáng thương, buộc phải thế. Giống như chúng ta hay nói rằng là thôi thì đen thôi chứ đỏ quên đi là như vậy. Đại ý là dòng đời xô đẩy đúng không đúng ạ? Vâng, vậy thì tại sao lại có cái câu chuyện là có quỹ đen trong hôn nhân ạ? Cái cuộc hôn nhân nó quá mong manh. Chúng ta đều biết rằng là cái việc mà cưới nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long, trước đây ta nhìn thấy rất nhiều. Nhưng đến cái thời hiện đại này, chúng ta lại thấy rằng là 600.000 cái cuộc ly hôn mỗi năm. Nó khiến cho ai cũng nhìn thấy rằng là hôn nhân là một cái sự rất là mong manh. Chưa kể hàng ngày chúng ta được chứng kiến Bill Gates ly dị với vợ. Sau 25 năm, ông chủ Amazon cũng bị vợ bỏ. Rất nhiều những cái gọi là những cái cuộc hôn nhân mà hàng chục năm mà cũng đổ vỡ. Dẫn đến một cái chuyện rằng là người ta bắt đầu nghĩ đến cái việc rằng là phải có một cái gì đó để mà không bị chới với sau đó. Thứ hai nữa rằng là với một cái cuộc sống hiện đại như hiện nay thì chúng ta không nói rằng là xã hội kim tiền, nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng là không có tiền thì chúng ta rất là khó để chúng ta vận hành cái cuộc sống của ngày hôm nay. Dẫn đến một cái chuyện rằng là chả nhẽ lúc nào cũng phải ngửa tay xin vợ hay là ngửa tay xin chồng. Cho nên rằng là nhiều người cũng đã phải có những cái gọi là những cái quỹ đen, mà bây giờ là chủ yếu gia đình hạt nhân. Dẫn đến một cái chuyện rằng là cha mẹ thì ở xa. Cha mẹ đến tuổi, chúng ta muốn mua một cái gì đó cho cha mẹ thì chúng ta rất là khó để mà chúng ta mở lời với cả bạn đời của chúng ta. Dẫn đến một cái chuyện rằng là cái quỹ đen đôi khi nó cũng là như vậy. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là cái quỹ đen, cái quan trọng nhất của nó vẫn là cái mục đích sử dụng của nó. Nếu như một cái mục đích mà nó tốt thì nó chính là cái gọi là cái quỹ tiết kiệm, cái quỹ bảo hiểm cho chúng ta. Giống như khi chúng ta đi mua bảo hiểm vậy, thì đến khi mà chúng ta gặp một cái sự cố nào đó thì rõ ràng chúng ta có một cái khoản gọi là chi trả, không phải vi phạm vào ngân sách chung. Khi chương trình có thực hiện cuộc khảo sát thì cũng có nhận được một số ý kiến. Nhiều người nói rằng là quỹ đen thì cũng không chỉ đơn thuần đó là câu chuyện của tài chính đâu ạ, mà nó là một câu chuyện của uy tín, của niềm tin và sự tôn trọng nhau trong hôn nhân. Anh Tú có thể chia sẻ rõ hơn về điều này ạ? Nếu như chúng ta phát hiện ra là bạn đời của chúng ta có quỹ đen, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy tức là có cảm giác mình đang bị phản bội. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là mình đã làm như thế nào để cho anh ấy hoặc là cô ấy phải có một cái quỹ đen như thế. Chúng ta thấy là đâu đó ở đây chính là cái việc là liệu anh ấy hoặc cô ấy có tin chúng ta hay không. Đấy chính là cái nỗi đau của cái người phát hiện ra cái quỹ đen. Còn cái người mà lập cái quỹ đen, tôi nghĩ họ cũng có những cái nỗi đau của họ ở một cái chuyện rằng là đã từng có rất nhiều lần mà họ buộc phải đối diện với việc là họ không biết là phải xử lý vấn đề tài chính của họ ra sao. Khi mà người bạn đời của họ vô tình thôi buông ra những cái câu, nó sẽ khiến cho cái người kia cảm thấy rằng là họ cần phải có một cái quỹ đen. Và họ cảm thấy nếu như cái việc mà họ ngửa tay xin tiền chồng, xin tiền vợ, nó sẽ khiến cho cái sĩ diện của họ bị suy giảm. Chỉ rằng là nó là những điều rất là khó nói. Chẳng hạn như là chúng ta, cái định kiến của chúng ta là con gái đi lấy chồng tức là phải 100% lo cho nhà chồng. Vậy thì đến khi mà bố chúng ta ốm nặng, mẹ chúng ta ốm nặng, chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng không thể nào chúng ta bảo là em phải lấy tiền nhà mình để mà lo. Đương nhiên là như vậy, nhưng vẫn muốn cho nhiều hơn, vẫn muốn mua thêm cái này, mua thêm cái nọ. Chưa kể rằng là đôi khi chúng ta bị một cái gọi là cái công bằng.
nó làm cho chúng ta trở nên thiếu công bằng với nhau. Cái công bằng ở đây có nghĩa là gì? Là cho nhà ngoại 10 triệu thì cũng phải cho nhà nội 10 triệu. Dẫn đến cái chuyện là chúng ta cứ chạy đua cái sự công bằng như thế. 10 triệu với nhà nội có thể rằng là đủ, nhưng với nhà ngoại chưa chắc 10 triệu đó đã đủ. Thì người phụ nữ, cái người mà đã hy sinh, đã rời bỏ cái gia đình của mình, thì họ cũng muốn rằng là đắp đền cho bố mẹ của mình chứ. Vậy thì cái quỹ đen đôi khi nó cũng ra đời như thế. Chưa kể những cái chuyện rất là nhỏ nhặt thì cũng không muốn là động đến cái gọi là cái khoản chung. Dẫn đến một cái chuyện rằng là đôi khi người ta cũng có một cái quỹ dự phòng là như thế. Cũng liên quan đến điều đó, cho nên là nhiều ý kiến cho rằng là việc mà vợ chồng có quỹ đen là một cái điều mà khó tránh khỏi được. Và chúng ta thì không nên để quỹ đen ở trong bóng tối, mà hãy đưa nó ra ánh sáng với một cái sự thừa nhận đó là một cái khoản tiền riêng và sẽ được chi tiêu hợp lý của mỗi người. Và thay vì cái định kiến nặng nề thì chúng ta hãy nhìn nó theo một cái hướng tích cực hơn. Ngọc Anh thì thấy rằng đó cũng là một điều khá là hợp lý đấy chứ ạ. Quan điểm của anh Tú thì như thế nào ạ? Tôi cũng nói rằng là chúng ta đừng gọi nó là quỹ đen nữa. Chúng ta gọi nó là cái quỹ dự phòng đi. Cái khoản tiền mà chúng ta đang mua bảo hiểm đi, nó sẽ là cái khoản tiền mà chúng ta có thể là tích lũy và phát triển nó. Chúng ta cũng không cần phải công khai một cách rõ ràng là anh đang có bao nhiêu hay em đang có bao nhiêu, mà chỉ đơn giản là em cũng có một cái khoản tiền riêng mà em tích lũy thông qua những việc tiết kiệm của bản thân. Nó là một cái nguồn tiền mà chính đáng. Nó giống như cái chuyện là thay vì rằng là hôm nay chúng ta mua một cuốn sách giá 100.000, chúng ta có thể là lên mạng hoặc tìm một cái nơi giảm giá để chúng ta giảm được 20% chẳng hạn, thì chúng ta để cái 20% đó vào cái quỹ dự phòng đó. Thì rõ ràng rằng là chúng ta cũng chính là những người quản lý chi tiêu một cách coi như là thông minh đấy chứ, mà chúng ta hay nói là IQ tài chính đấy. Thì khi mà chúng ta có điều đó thì tôi nghĩ rằng là vợ nào cũng sẽ vui và chồng nào cũng sẽ vui. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể đưa quỹ đen ra ngoài ánh sáng, đúng không ạ, một cách hợp lý. Tất nhiên là cũng không đến mức mà cần phải rõ ràng chi li từng ly từng tí một, đúng không ạ. Vậy thì nói về cái câu chuyện chủ đề về quỹ đen trong hôn nhân ngày hôm nay thì anh Tú có muốn nhắn nhủ gì với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ở ngoài kia hay không ạ? Tôi rất là mong rằng là các cặp vợ chồng chúng ta hãy giữ cái sự trung thực, một cái sự trung thủy trong tài chính. Ngoại tình tài chính nó là gì? Nó là cái việc là chúng ta phải gian dối. Đôi khi nó rất là nhỏ, như cái chuyện là chúng ta mua một cái váy mà chúng ta nói rằng là chúng ta mua 10 đồng nhưng chúng ta nói dối với cả chồng chúng ta là chỉ có 5 đồng thôi. Đó cũng chính là một cái nỗi đau. Cái nỗi đau của cái gọi là cái người phải nói dối, và cả nỗi đau của cái người mà nghe được cái điều đó. Và cũng giống như trong cái tiểu phẩm của chúng ta là giấu tiền vào trong giày như thế và cuối cùng thì mất tiền. Cái điều quan trọng nhất đó là giữ lòng tin. Giữ lòng tin thì cái tài chính nó là một trong những cái để chúng ta giữ được lòng tin như thế. Và các cụ và ngày xưa mọi người cũng có nói đấy là tiền bạc thì phân minh và ái tình thì dứt khoát. Thì điều đó nó sẽ giúp cho cái cuộc hôn nhân của chúng ta trở nên bền vững hơn. Vâng, cảm ơn nhà văn nhà báo Hoàng Anh Tú ạ. Và rõ ràng thì quỹ đen cũng không hoàn toàn xấu như là chúng ta vẫn định kiến về nó đâu ạ. Có thể nào bằng một cách nào đó thông minh thì chúng ta hãy đưa quỹ đen ra ngoài ánh sáng để cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Rất là cảm ơn những tư vấn của nhà văn nhà báo Hoàng Anh Tú ngày hôm nay ạ. Vâng, và chúng ta lại quay trở lại với không gian của Chuyện Góc Bếp với Tối Nay Ăn Gì ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhắc tới Trung Thu thì chúng ta không thể nào mà quên được một món vô cùng quan trọng của Trung Thu, đó chính là bánh nướng và bánh dẻo. Tất cả những bà nội trợ chúng ta đều có thể làm được những chiếc bánh Trung Thu như vậy cùng với người thân hạnh phúc dàn bếp của nhà mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với đầu bếp Thùy Linh ạ. Dạ vâng, hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn bánh nướng nhân long nhãn hạt sen. Đó lại là một điều đặc biệt nữa quý vị ạ, bánh nướng nhân long nhãn hạt sen. Tôi sẽ nhường lại không gian bếp này cho đầu bếp Thùy Linh ạ. Ta sẽ có là hạt sen, long nhãn, đường và dầu ăn là nguyên liệu chính. Mật ong, bơ, bột thư tử, nếu không có ta có thể sử dụng 100% là bột mì. 1/2 lòng đỏ trứng gà. Khi hạt sen luộc bắt đầu sôi thì sau đó ta sẽ đem đổ lượt nước này đi, rửa sạch hạt sen và bắt đầu đem hầm hạt sen trong khoảng 30 phút thì hạt sen sẽ bở. Sau đó chúng ta sẽ đem đi xay hạt sen để tiến hành xên nhân hạt sen. Đây là phần hạt sen tươi đã được hầm sau 30 phút. Ta sẽ đem hạt sen vào xay nhuyễn. Ta có thể cho luôn dầu ăn vào trong cái
nhân này để ta xay cùng luôn. Sau đó chúng ta sẽ đổ ra một cái chảo, ta sẽ cho một nửa lượng dầu vào trong cái quá trình núc sen, và một nửa lượng dầu còn lại mình sẽ cho vào lúc này là an toàn nhất. Bột bánh dẻo cũng có thể trộn luôn vào trong cái giai đoạn này. Ta sen nhân, mình chỉ nên sen ở cái nhiệt độ trung bình thôi. Ta tiếp tục cho mật ong vào để tạo thêm cái mùi thơm, dậy thêm cái mùi của long nhãn. Mình sẽ cho một chút rượu trắng hoặc là rượu rum. Đây, nhân bánh khi mà đã đạt thì nó sẽ về một khối như này, không dính tay cũng như là không dính phới. Làm vỏ bánh trung thu có thể sử dụng nước đường bánh nướng, là mình có thể mua được ở ngoài hàng. Có thể sử dụng mật ong thay thế nước đường bánh nướng, ăn trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày. Tiếp đó là sẽ có bơ đậu phộng và bột sư tử. Hỗn hợp bột khi đã đạt, sau khi ủ 20 phút thì chúng ta sẽ thấy nó đóng thành một cục. Thì sau khi ta đã làm được phần nhân và phần vỏ thì mình sẽ tiến hành đóng bánh. Một phần vỏ và hai phần nhân. Bánh thì ở nhà thông thường thì sẽ không có dụng cụ để làm, thì ta có thể đặt lên trên một cái mặt phẳng ở tại nhà, ấn dẹp nó xuống. Làm sao để cho cái nhân này khi đặt vào mình có cảm giác là cái nhân này nó bằng một nửa của cái vỏ này, thì bắt đầu tiến hành bọc bánh. Có một cái lưu ý là bánh nướng mà bọc càng kín thì hơi cái không khí nó lọt vào nó ít, thì cái bánh nó sẽ được kín hơn và nó không bị rỗng bánh. Đây thì là cái bánh sẽ có một cái khuôn nét như thế này. Trong trường hợp có dính một chút bột như thế này, ta có thể để nguyên để nướng. Nếu như bột không bị dính nhiều, ta có thể để nguyên như vậy. Đây là hai chiếc bánh đã hoàn thiện. Bánh sau khi nướng đạt thì chúng ta mở ra là trước tiên là chúng ta phải xịt nước, hạ nhiệt bánh, đồng thời là giúp cho bánh nhanh xe lại, không bị lứt bánh. Và sau đó thì chúng ta sẽ để nguội tầm độ khoảng 30, tối thiểu là phải 30 phút. Còn nếu không thì bánh sẽ được để nguội trong vòng từ 30 phút đến 1 tiếng và đem nướng lại lần 2 trong cũng nhiệt độ 180 đối với nồi chiên không dầu và 200 độ đối với lò nướng trong vòng 8 phút, 7 đến 8 phút thôi ạ. Sau khi nướng 2 lượt thì sẽ đến lượt 3, chúng ta sẽ quét mặt bánh và nướng lại một lượt nữa là chiếc bánh sẽ hoàn thành. Đây là chiếc bánh đã nướng hoàn thành sau 2 lượt thì cái bánh mặt nó hơi cháy xém một chút. Bây giờ sẽ là công đoạn mà chúng ta sử dụng hỗn hợp quét. Thì hỗn hợp quét này sẽ gồm từ 1 phần 2 lòng đỏ trứng gà, một ít sữa tươi, dầu mè trộn đều lên, xong sau đó ta dây qua một chiếc dây và bắt đầu đem quét. Thì cái phần quét này ấy, nó một phần là giúp cho cái mặt bánh được bóng hơn, mềm hơn, tạo màu. Bánh xong thì chúng ta đem vào nồi chiên không dầu và chúng ta nướng thấp hơn độ khoảng 10 độ, là rơi vào tầm 170 độ ở nồi chiên không dầu và 190 độ ở lò nướng trong vòng 5 phút để cho bánh có thể chín. Sau đó chúng ta đem để nguội và cất bánh bảo quản, có thể sử dụng được bánh. Và sau đây thì đã là thành phẩm của chiếc bánh rồi. Quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh rất là tuyệt vời. Đó là hình ảnh của đất nước Việt Nam trên chiếc bánh này. Và nhân như thế nào, cảm nhận như thế nào thì phần này Ngọc Anh xin nhờ quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm sau khi mà mình đã hoàn thành thử làm bánh này cùng với gia đình của mình. Thì được cảm ơn chị Thủy Linh đã tiếp tục dành thời gian để mang đến những gợi ý rất là thú vị cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong không gian của chuyện cóc tết vào thứ 6 tuần sau, quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.